Chào mấy đứa. Ôi trời, yêu toa nhỉ. Ôi trời ơi, yêu toa. Chờ tí nhá, anh Lộc anh ra quay. Anh Lộc ra đây anh quay hộ cho. Để mấy đứa chúng ta quay với nhau cái nào. Cái gì này? Hả? Khủng bố anh à? Trời ơi, đứa nào cũng được ôm. Ôi, không không. Không đụng nhau. Rồi, ra đây. Ra đây. Mấy ngày chúng ta mới được gặp nhau nha. Ok, rồi bao đây. Rồi, yêu thương nhau quá. Đấy là Sumo. Sumo đấy, Sumo đang chồm lên đấy. Sumo dây nâu. Chào Nano. Nano xanh, Nina đỏ. Nemo đen. Sumo và Nemo thì sắp về nhà mới. Nano với Nina thì sẽ ở lại trại. Đúng rồi, tầm này thì chúng nó nô nhau thì chúng nó gọi là rầm. Cho nên là cho con mới phải cho về nhà mới ở lúc 2 tháng rưỡi. Hả? Sumo á? Sumo nhây. Mà ngủ ngáy như lợn này. Gọi là nhây. Con này ngáy như lợn này. Ồ, là bởi vì mũi nó ngắn thì nó sẽ ngủ ngáy. Vì Nina ăn rất là khỏe. Đây, ba thằng được ra chơi riêng. Ba thằng được chơi riêng. Ra phá cây phá cối. Chất lông đẹp. Nano và Nemo. Sumo giờ mới ra. Nghỉ cáo à? Nếu mà nó mà có liếm cóc thì nó sẽ sùi bọt ra một lần hai lần. Nó liếm vào cái đấy thì nó sẽ rút kinh nghiệm, nó sẽ không nghịch nữa. Mình biết để nếu mà nó mà trong cái trường hợp mà nó có nghịch mà nó có sùi bọt ra thì còn biết đường mà rửa miệng cho nó thôi. Chứ không phải cấm nó hoàn toàn, không cấm được. Ba đứa đi về đây nào. Nano, Sumo, Nemo. Hey. Vào đây nào. Chơi xa quá. Ok. Trời ơi. Được rồi. Cũng không nhất thiết phải đến cái mức mà phi rầm vậy đâu. Gọi bọn này là phi ghê đó. Bốn đứa, hôm nay rất là nóng đấy. Ra chơi một tí toát mồ hôi rồi thôi lại gọi vào đây. Cho ra chơi một tí để cho các chủ nhìn chó một tí thôi.